Lúc bấy giờ, sau khi giết chết vạn ma chi chủ, trường kiếm màu vàng hơi mờ của Kỳ Linh chấn động, không ngờ nó hóa thành một vòng xoáy màu đen. Lỗ đen điên cuồng thôn phệ tất cả các tiên ma, cho dù trốn vào trong tiên phủ cũng bị xoắn cho nát bấy. Mấy ngàn tên tiên ma cuối cùng chỉ còn lại 8 gã sống sót, bọn chúng trốn vào trong pháp bảo động thiên vô cùng lợi hại. Trong 8 gã này có 3 gã là đạo tổ, 5 gã là chân tiên. Thu! Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen bay tới, hắn vung tay thu 8 kiện pháp bảo. Bối về với bối, đất về với đất thôi. Phật tổ Như Lai thống lĩnh bản cổ khai thiên trận cũng đạp không tiến về phía đại trận vô gian môn. Từng đại trận của vô gian môn bắt đầu hoảng hốt mà bỏ trốn. Tuy trong đại trận của bọn họ có vô số tiên ma, nhưng làm sao dám đối cứng với Phật tổ Như Lai đây? Trước đó còn có một đại phá diệt trận bị Kỳ Linh chém giết dễ dàng. Phá cho ta! Tiếng gào thét vang vọng tam giới, hư không vô tận rung động vài lần. Ông... Lúc này trong hư không vô tận bộc phát kim quang sáng ngời. Trong kim quang này xuất hiện khe hở lớn. Các đại năng của nữ hoa trận doanh vô gian môn lúc này dừng chém giết. Bọn họ đang chú ý tới cảnh tượng nơi này. Khe hở bộc phát kim quang dài ước vạn dặm, dường như cả tam giới cũng đã vỡ ra. Trong kim quang giống như có dòng sông cuồn cuộn sóng lớn. Oanh! Trong dòng sông này lại có kim quang chảy qua khe hở. Nó như xuyên qua hư không và chảy vào giữa chiến trường của trận doanh nữ hoa và vô gian môn. Dòng sông cuồn cuộn, sau đó khe hở bắt đầu khép lại. Là tâm ma ư? Vạn ma chi chủ mở miệng. Ta rốt cục cũng trở lại. Ta cũng rốt cục cũng trở lại rồi. Tiếng cười điên cuồng vang vọng hư không. Chỉ thấy dòng sông kia không ngừng ngưng kết. Lúc này có một thân ảnh cao gầy xuất hiện. Hắn mặc đạo bào màu đen, đôi mắt như hấp dẫn lòng người, làm cho người ta không tự chủ say mê và thần phục. Khí thế của hắn như tỏa ra ngập trời. Như Lai! Thân ảnh áo đen gầy gò vung tay lên, bàn tay hóa thành dòng sông cuồn cuộn cuốn lấy Phật tổ Như Lai. Vốn Phật tổ Như Lai muốn phá đại trận của vô gian môn cũng bị một trường này ngăn cản. Chỉ thấy cả bàn cổ khai thiên trận chấn động dữ dội. Sắc mặt của Như Lai biến hóa, nhưng dòng sông kia lại theo một trường này tốc độ quá nhanh, cho nên hắn không kịp ngăn cản. Bàn cổ khai thiên trận ầm sụp đổ. Phật tổ Như Lai bị đánh bay. Hắn liền kinh hoàng phất tay thi triển trường trung Phật quốc, thu lại một chút ít thiên thần. Cho dù là như thế cũng có chín thành thiên thần chân tiên bị chôn vùi. Chết đi cho ta! Kỳ Linh nhìn thấy thân ảnh áo đen động thủ với Như Lai, liền thi triển tam tuyệt kiếm trận trực tiếp giết qua. Thần kiếm màu vàng hơi mờ mang theo uy thế ngập trời. Thân ảnh áo đen đánh ra một trường, bàn tay hóa thành dòng sông cuồn cuộn đánh vào thần kiếm màu vàng hơi mờ. Thần kiếm phát ra kiếm ngân vang vọng vào dòng sông tán loạn, nhưng thần kiếm cũng bay ngược trở lại. Cả chiến trường đều an tĩnh. Lúc này trận doanh nữ hoa đang đuổi giết bốn phía bắt đầu thu nạp đội hình. Bản tôn và nguyên thần Kỳ Linh đứng cạnh nhau. Phật tổ Như Lai cũng bay trở về. Bọn họ nhìn sang thân ảnh cao gầy kia. Hắn vừa mới xuất hiện đánh ra hai trường, một trường dễ dàng áp chế tam tuyệt kiếm trận, một trường hai lần trùng kích đánh tan bàn cổ khai thiên trận do Phật tổ Như Lai thống lĩnh. Vèo vèo vèo, đại quân của vô gian môn tập trung lại với nhau. Ngay cả đám người thứ tu đại ma thần Đao Tôn cũng lùi xuống. Thứ tu đại ma thần lui lại cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo đen. Lúc này truyền âm với Đao Tôn bên cạnh. Hắn chính là tâm ma chi chủ ư? Thực lực quá mạnh mẽ, cho dù đặt trong hỗn độn vô tận cũng là tồn tại đỉnh cấp nhất trong tổ thần tổ tiên. Hắn đã vô hạn tiếp cận thế giới cảnh rồi. Đúng vậy, là tồn tại siêu tuyệt tổ thần tổ tiên. Đạo Tôn cũng cảm thấy run sợ. Tổ thần bình thường đều có thực lực đứng đầu, cũng là thực lực của các tổ thần trời sinh vừa ra đời. Tổ thần đỉnh cấp là thực lực của Kỳ Linh, Hoàn Mộc chi chủ, đám người Tam Thanh đạo nhân mượn nhờ trận pháp mới đạt tới được. Trong hỗn độn vô tận trải qua đầy đủ tu luyện, tổ tiên và tổ thần nhất đẳng đều có thực lực như thế. Thế nhưng trong 1000 tổ thần tổ tiên chỉ có một người như vậy, chính là tồn tại đỉnh phong nhất tiếp cận thế giới thần hỗn độn tiên nhân. Mọi người hãy coi chừng, hắn chính là tâm ma chi chủ. Tam Thanh đạo nhân truyền âm nói. Năm đó hắn thân dung thiên đạo, không nghĩ tới bây giờ lại thoát ly ra khỏi thiên đạo. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ai cũng có thể suy đoán tâm ma chi chủ hẳn là thoát ly thiên đạo.
không thoát ly thiên đạo thì làm sao động thủ với bọn họ và chém giết các thiên thần chân tiên được đây? Vậy mà thoát ly được sao? Kỳ Linh cũng cảm thấy kiêng kỵ, thật đáng sợ. Tam tuyệt kiếm trận là thủ đoạn mạnh nhất của mình, lại bị trực tiếp nghiền áp, đánh tan từ chính diện. Thực lực của tâm ma chi chủ này quá mạnh mẽ. Năm đó trận chiến phá diệt thời thượng cổ, bàn cổ thế giới hỗn độn mạnh nhất là nữ hoa nương nương, vô gian thế giới hỗn độn mạnh nhất chính là tâm ma chi chủ này. Hai người bọn họ là cùng cấp độ, mà nữ hoa nương nương đã sớm thành thế giới thần, rời khỏi tam giới. Tâm ma chi chủ lại thân dung thiên đạo, bị vây khốn năm tháng dài dằng dặc, vẫn muốn thoát khỏi thiên đạo. Tâm ma. Bên phía vô gian môn, vạn ma chi chủ, hai đại thần thể cũng dung hợp làm một. Hắn lạnh nhạt nhìn tâm ma chi chủ nói: người thiếu nợ ta một câu trả lời. Sao trả lời ư? Tâm ma chi chủ áo đen bay phất phới, xung quanh như có dòng nước chảy qua. Hắn cười ha hả nói: đúng thế, là thiếu một câu trả lời. Phong ma à, ngươi thật thông minh. Năm đó ta nhìn ra trong vô gian hỗn độn giới của chúng ta, hoàn mộc thanh danh gần với ta, nhưng thực tế chỉ có ngươi mới có thể làm đối thủ của ta được. Lần trước hai đại thế giới hỗn độn giao chiến, ta còn phải cảm ơn ngươi. Không có ngươi, lần này ta đi ra làm sao gặp được đồ tử, đồ tôn đây? Câu trả lời thế nào đây? Vạn ma chi chủ tiếp tục nhìn hắn hỏi. À, tâm ma chi chủ cười. Người đoán đúng, tất cả là do ta đứng sau lưng. Tâm ma chi chủ dùng ánh mắt chán ghét nhìn sang trận doanh nữ hoa, giọng nói của hắn vang vọng không gian. Tất cả đều vì ta, bởi vì ta muốn thoát ly tam giới, cho nên mới nghĩ biện pháp dẫn động lần hạo kiếp này. Người thoát ly tam giới thì quan hệ gì với dẫn động hạo kiếp đây? Vạn ma chi chủ nhíu mày hỏi lại. Sẽ nói với các ngươi đều sẽ biết, đặc biệt là các ngươi. Ánh mắt của tâm ma chi chủ nhìn sang phía trận doanh nữ oa nói. Đặc biệt là các ngươi, trước khi chết cũng nên chết được rõ ràng. Đại năng giả bên phía nữ oa bộc phát sĩ khí. Tâm ma chi chủ thật ngông cuồng, nói thế là không đặt bọn họ vào trong mắt. Đám người Kỳ Linh lại hiểu, tuy tâm ma chi chủ không phải tồn tại nghịch thiên, có thể quét ngang thế giới thần, nhưng có thể quét ngang bọn họ. Hắn vừa thể hiện thực lực ra, chỉ sợ nữ hoa trận doanh bên này phải có vài người liên thủ mới có thể ngăn cản đối phương. Kỳ Linh, bản tôn của ngươi và Giác Minh, hai người các ngươi và ta cùng ra tay ngăn cản tâm ma chi chủ nào. Tọa nhân thị truyền âm nói. Kỳ Linh và Giác Minh Phật Tổ cùng đều đáp. Bản tôn Kỳ Linh so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm, Giác Minh Phật Tổ xuyên thấu qua kiểu nguyên diệt, tìm hiểu ra huyền diệu trong trường pháp Phật Tổ Như Lai, thậm chí còn lợi hại hơn chút ít. Bàn tay của hắn không những có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm, toàn thân cũng có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm. Mà tọa nhân thị hắn thành tựu phương diện hỏa diễm cực cao, đã sớm tu thành hỏa diễm hóa thân. Giống như tâm ma chi chủ hóa thân thành nước sông cuồn cuộn, cho nên bản tôn Kỳ Linh, Giác Minh, tọa nhân thị đều muốn chém giết tâm ma chi chủ. Tâm ma chi chủ căn bản không đặt trận doanh nữ oa vào trong mắt, thổn thức nói. Năm đó nữ oa lâm trận đột phá thành thế giới thần rồi truy sát ta. Ta lúc ấy không có những biện pháp khác. Ta cảm ứng được bản thân thiên đạo đang hình thành có ẩn chứa tâm ma. Ta vì vậy lập tức thân dung thiên đạo, tránh thoát một kiếp nạn. Muốn giết ta trừ phi hủy diệt tam giới. Nữ oa hiển nhiên không nỡ hủy diệt tam giới rồi. Ta tuy tránh một kiếp nạn, bản thân ta bị vây trong thiên đạo, thành phần tử của thiên đạo. Ta vẫn cho rằng mình vĩnh viễn là một phần tử của thiên đạo. Cho tới khi thế giới hỗn độn này phá diệt, ta cũng sẽ chết theo. Nhưng ta không cam lòng, thật không cam lòng. Ta vẫn tìm kiếm cơ hội thoát ly thiên đạo. Ánh mắt tâm ma chi chủ đảo qua trận doanh nữ oa nói. Thiên đạo vận hành tam giới là do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, tính mạng, hủy diệt, hỗn độn. Còn có kiếm đạo, thái cực, vô cực, lôi điện, tâm ma. Rất nhiều đại đạo tạo thành, vô số đạo hỗn hợp hình thành thiên đạo vận hành tam giới. Về sau ta phát hiện thiên đạo cũng không phải cân đối. Ví dụ như rất nhiều thế giới, dần chúng đốn củi làm cho gỗ trong tam giới giảm dần. Như vậy thiên đạo vận hành tam giới cũng đại biểu mộc hành thiên đạo sẽ yếu đi. Tâm ma chi chủ cười. Nghe nói như thế, Kỳ Linh rất kinh ngạc. Đúng vậy, trong truyền thừa của Bắc Hưu thế giới thần ghi lại, Kỳ Linh cũng biết rõ thế giới hỗn độn đều có khác nhau. Ví dụ như thế giới hỗn độn có rất nhiều hỏa diễm, thì nơi đó là hỏa diễm thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn này mạnh nhất là hỏa chi thiên đạo.
hỏa chi thiên đạo hoàn thiện còn hơn cả hỗn độn thiên đạo. Kiếm đạo đạt tới tầng thứ 6 liền sánh ngang hỗn độn thiên đạo. Mộc một đạo, hỏa một đạo đều có thể tiếp tục phát triển, đồng dạng cũng có thể sánh ngang hỗn độn thiên đạo. Ví dụ như hỏa diễm thế giới hỗn độn đang trong quá trình diễn biến, bởi vì một ít ngoài ý muốn cho nên làm cho cả thế giới hỗn độn trở nên rách nát, cũng mang theo ý cảnh hủy diệt, thậm chí có thể diễn biến thành hủy diệt thế giới hỗn độn. Hỏa chi thiên đạo vốn cường đại sẽ suy yếu, hủy diệt thiên đạo sẽ mạnh mẽ trở thành thiên đạo chính yếu nhất của thế giới hỗn độn đó. Tất cả thiên đạo đều có thể biến hóa. Tâm ma chi chủ mỉm cười tiếp tục nói, lúc tam giới lâm vào trong hỗn loạn, giết chóc nhiều hơn, rất nhiều sinh linh sinh ra tâm ma càng mạnh mẽ hơn. Cả tam giới sẽ xuất hiện tâm ma chi đạo lớn mạnh, mà thời gian tâm ma lớn mạnh nhất ta phát hiện, ta có thể ảnh hưởng lên tam giới càng nhiều. Thậm chí ta có cảm giác chỉ cần tâm ma chi đạo đủ mạnh thì ta có thể thoát ly tam giới. Nếu như tâm ma chi đạo trở thành đạo mạnh nhất trong tam giới, như vậy ta chính là tam giới chúa tể. Ý chí của ta là ý chí của tam giới. Tuy tam giới chỉ là một thế giới hỗn độn, ta làm sao có thể bị một thế giới hỗn độn trói buộc được đây? Ta chỉ cần tâm ma chi đạo đủ mạnh sẽ thoát ly ra ngoài. Thế nhưng tam giới vận hành thiên đạo có bản năng cân đối, cho nên ta không có cơ hội. Rốt cục cơ hội cũng đã tới. Tâm ma chi chủ đắc ý nói ra, tam giới trải qua vô tận tuế nguyệt, sinh sôi nảy nở, sinh linh càng ngày càng nhiều, tu tiên giả, yêu quái cũng càng ngày càng nhiều hơn. Từng thiên tiên ra đời, thiên thần chân tiên sinh ra đời, thậm chí là đại năng giả sinh ra đời, sẽ tạo gánh nặng lớn lên tam giới. Các người không nội chiến, không hao tổn lẫn nhau, thì càng ngày càng có nhiều cường giả ra đời. Khi đó gánh nặng của tam giới sẽ càng lớn hơn. Gánh nặng đủ lớn thì có thể tạo thành phá diệt tam giới. Sao? Cái gì? Những người nơi đây đều hết sức ngạc nhiên. Sinh linh đủ nhiều sẽ làm cho tam giới phá diệt ư? Các người còn không rõ hay sao? Giống như một chiếc thuyền có thể ngồi 20 người, nhưng cho 200 người ngồi lên thuyền sẽ chìm nghỉm. Tam giới cũng như vậy đấy. Nó chỉ là một thế giới hỗn độn mà thôi. Các người thử nhìn xem, trận doanh của nữ hoa cộng thêm trận doanh của vô gian môn có bao nhiêu đại năng giả đây? Có bao nhiêu tiên ma? Đặc biệt là thiên tiên có số lượng nhiều bao nhiêu đây? Tâm ma chi chủ cười lạnh, trận doanh nữ hoa và vô gian môn đều thừa nhận. Trước kia bọn họ cảm thán đại chiến phá diệt thời thượng cổ, đó là thời điểm hai thế giới hỗn độn đánh nhau. Còn lần này chỉ có một tam giới mà đã có nhiều cường giả như thế. Cho dù tam giới là hai thế giới hỗn độn va chạm hình thành nên có chút đặc thù, chịu tải nhiều sinh linh như thế cũng rất áp lực. Thiên đạo vận hành tam giới theo bản năng tìm kiếm biện pháp, tìm kiếm cách giảm bớt sinh linh trong tam giới, cho nên giáng xuống tai họa, nhưng vô dụng. Tiên ma có năng lực sinh tồn quá mạnh, thiên đạo giáng tai họa cũng chỉ chết một ít sinh linh bình thường mà thôi. Thậm chí tiên ma còn có thể bố trí đại trận bảo hộ phàm nhân. Phàm nhân sinh sôi nảy nở, tràn ngập trong tam giới, vô số tu tiên giả và yêu quái càng ngày càng nhiều. Như vậy tam giới sẽ bị áp bách tán loạn, cho nên ta biết rõ cơ hội đã tới. Ta nói với thiên đạo, chỉ cần làm cho nữ hoa trận doanh và vô gian môn đại chiến một hồi, sẽ hao tổn bọn chúng, nhất định sẽ chết rất nhiều tiên ma, sẽ làm cho gánh nặng của tam giới giảm xuống. Tâm ma chi chủ kể nói, mà biện pháp làm cho song phương đại chiến với nhau, chỉ cần làm cho bọn chúng cảm ứng vận mệnh, phát hiện vận mệnh trong tối tăm, dẫn dắt trận doanh nữ hoa và vô gian môn, chỉ có một phương sống sót, muốn sống phải tiêu diệt một phương còn lại. Sinh linh tam giới sẽ không hoài nghi vận mệnh. Có thể làm cho dòng sông vận mệnh bị chi phối cũng chỉ có thiên đạo mà thôi. Tâm ma chi chủ cười ha ha. Trong quá khứ thiên đạo vận hành tam giới tự nhiên rất công bình, nhưng khi nó cảm ứng sự tồn tại của các ngươi, ảnh hưởng tới tồn tại của nó tự nhiên sẽ dẫn dắt các ngươi tự giết hại lẫn nhau, mà ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Trận doanh nữ hoa và trận doanh vô gian môn nghe xong liền biến sắc. Vậy mà tất cả chỉ là âm mưu, là thiên đạo vận hành tam giới muốn bọn họ tự giết hại lẫn nhau ư? Ta bảo vô gian môn châm ngòi làm tam giới sinh ra chiến hóa, chém giết không ngừng, trong lúc nhất thời vô số sinh linh sinh sôi tâm ma trong nội tâm. Ta thậm chí còn bảo vô gian môn đại quy mô chém giết thân bằng hảo hữu cường giả trận doanh nữ hoa, làm cho rất nhiều cường giả sinh ra tâm ma, thậm chí có chút bởi vì tâm ma quá mạnh mẽ mà mất mạng đi.
tam giới hỗn loạn, tâm ma sinh sôi, tâm ma thiên đạo không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Ta có phần nắm chắc càng lúc càng lớn. Ta vẫn đang đợi, bởi vì ta biết rõ, chỉ cần ta nếm thử thoát ly tam giới, sau khi thất bại một lần, như vậy thiên đạo vận hành tam giới sẽ tìm cách áp chế ta, sẽ rất khó có cơ hội lần thứ hai. Trải qua hơn ngàn năm tam giới hỗn loạn, tâm ma chi đạo đã phi thường cường đại. Rốt cục các ngươi cũng khai chiến, giết thật tốt à, có rất nhiều tiên ma tử vong rồi ha, Các ngươi sát ý ngập trời, hận ý ngập trời, đều hận đối phương tận xương. Các ngươi lại không biết rằng, lúc hận ý của các ngươi bộc phát, tâm ma sẽ sinh sôi tự nhiên, tâm ma trong tam giới lại càng cường đại hơn. Tâm ma chi chủ mỉm cười nói: Nữ hoa lưu lại ba đại trận pháp chấn tộc, đoán chừng cũng lưu lại pháp môn đột phá tổ thần. Các ngươi lại xuất hiện vài tổ thần, trận pháp lại lợi hại như vậy. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, vô gian môn đã bắt đầu sụp đổ, cho nên ta quyết định thoát ly tam giới. Tích xúc vô tận tuế nguyệt, cảnh giới của ta cao hơn thời hiện đại, đại chiến phá diệt rất nhiều. Đột nhiên ra tay, một lần hành động thoát ly khỏi tam giới. Từ nay về sau, ta chính thức tiêu diêu tự tại, đã không bị trói buộc nữa rồi. Tâm ma chi chủ cười ha ha, tiếng cười vang vọng trong hư không. Ở đây, bất kể là trận doanh nữ oa hay trận doanh vô gian môn, đều có thể cảm giác được tâm ma chi chủ nói chuyện mang theo nét vui mừng. Một người bị giam giữ trói buộc vô tận tuế nguyệt sẽ nghĩ tất cả biện pháp để đào thoát ra ngoài, mà cơ hội đào thoát chỉ có một lần. Thành công thì đào thoát, tâm ma chi chủ kích động cỡ nào đây? Các người đã hiểu chưa? Ánh mắt của tâm ma chi chủ nhìn sang phía đại quân của trận doanh nữ oa xa xa. Các ngươi cũng đi chết đi. Trận doanh nữ oa và vô gian môn cũng không chém giết nhau lần nữa. Thứ tu đại ma thần và đao tôn đứng tại biên giới nhìn nhau, bọn họ lập tức tiến vào trong thành lũy và trốn ra xa. Thứ tu đại ma thần, đao tôn trốn vào trong thành lũy, liền nhàn nhã với đám tôi tớ. Không nghĩ tới thổ dân thế giới này vậy mà có thể toát ra một tổ thần đỉnh phong như vậy. Thứ tu đại ma thần tặc lưỡi cảm thán nói: Chà chà, có tổ thần đỉnh phong tồn tại, hắn cũng là tổ thần đỉnh phong trong hỗn độn vô tận. Tổ thần bình thường là tổ thần yếu nhất, tổ thần đỉnh cấp là một ít tổ thần tổ tiên thâm niên, thần thông tương đối lợi hại, cảm ngộ tương đối cao, cho nên mới đạt tới cảnh giới này. Tồn tại tổ thần đỉnh phong đã tiếp cận thế giới thần, là đại cao thủ chính thức, có thể lăn lộn trong hỗn độn vô tận rất tốt. Trong truyền thuyết còn có một chút yêu nghiệt, một ít tổ thần tổ tiên yêu nghiệt có thể sánh ngang thế giới thần. Thậm chí trong truyền thuyết còn có tổ thần đánh bại thế giới thần. Đó là truyền thuyết. Yêu nghiệt như vậy còn hiếm hơn thế giới thần, hỗn độn tiên nhân rất nhiều. Sợ rằng trăm vạn, ngàn vạn tổ thần tổ tiên mới có một yêu nghiệt như thế. Hiển nhiên tam giới không có yêu nghiệt này. Muốn sinh ra đời yêu nghiệt như vậy, gặp gỡ thần thông, pháp môn, bảo vật, kỳ ngộ, bao gồm nhiều thứ kết hợp lại mới có thể tạo ra tồn tại như thế. Đột nhiên thứ tu đại ma thần đao tôn liền thối lui, hai đại trận doanh vào lúc này liền không cân đối. Giết lên, Kỳ Linh, Giác Minh, chúng ta lên. Tọa nhân thị, Giác Minh Phật Tổ, Kỳ Linh đồng thời lao thẳng về phía tâm ma chi chủ. Ồ, ta sẽ chơi với các ngươi. Thân thể vạn ma chi chủ hơi biến hóa, phân liệt thành hai phân thân, phân biệt chặn đường Kỳ Linh đạo bào màu đen và Phật Tổ Như Lai. Kỳ Linh đạo bào màu đen vừa rồi bởi vì có người ngăn cản nên không thể đại khai sát giới. Phật Tổ Như Lai lại thống lĩnh một tòa bàn cổ khai thiên trận, cũng không có ai kiềm chế. Ầm ầm vù. Hai vạn ma chi chủ đối chiến với Kỳ Linh đạo bào màu đen và Phật Tổ Như Lai. Tốc độ của vạn ma chi chủ quá nhanh, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả Kỳ Linh sử dụng tam tuyệt kiếm trận, làm cho Kỳ Linh và Như Lai hoàn toàn bị chế trụ. Hoàn mộc, ta có tiên đan giúp thần lực của ngươi trèo chống lâu hơn. Tam Thanh đạo nhân cũng thống soái đại trận chém giết Hoàn Mộc chi chủ. Tam Thanh đạo nhân tiêu hao là pháp lực, Hoàn Mộc chủ nhân tiêu hao nhưng là thần lực. Thần lực tiêu hao không thể bổ sung. Nghiêm khắc mà nói, có chút kỳ vật có thể bổ sung. Ví dụ như hỗn độn linh dịch có thể bổ sung thần lực, nhưng hỗn độn linh dịch thần kỳ, số lượng phi thường thưa thớt. Một lọ hỗn độn linh dịch cũng chỉ giúp khôi phục thân thể 20 thiên thần, không đủ khôi phục cho chân thần. Muốn khôi phục thân thể tổ thần cần trăm bình hỗn độn linh dịch cũng không đủ. Hiển nhiên trong tam giới không có ai xuất ra mấy trăm bình hỗn độn linh dịch được. Cho dù trong hỗn độn vô tận cũng không có ai xa xỉ dùng hỗn độn linh dịch khôi phục thần lực đơn thuần. Yên tâm,
thần lực của ta còn có thể chống đỡ rất lâu. Hơn nữa thực lực tâm ma mạnh hơn trong quá khứ, các ngươi sẽ sụp đổ nhanh hơn thôi. Hoàn Mộc Chi Chủ lạnh lùng nói. Hai người lại lao vào nhau chém giết. Biết rõ là tâm ma chi chủ làm tất cả, đâm lao phải theo lao, Vô Gian Môn và trận doanh nữ oa đã sớm có thù hận sâu không đội trời chung. Nguyên đạo nhân, cộng công phẫn nộ gào thét, ảo ảnh chiếc cự phủ phô thiên cái địa chém vào vô tận phất trần, tất cả đều bị ngăn lại. Nguyên lão nhân phòng ngự quá lợi hại, cộng công hoàn toàn bị chế trụ. Bành bành bành, thần nông thị thống lĩnh bản cổ khai thiên trận đại chiến với Mặc Trúc đạo tổ. Bản tôn và phân tân huyết học ma tổ lúc này bay vào đại quân của đối phương, trợ giúp đại quân chém giết trận doanh nữ oa. Lúc này nhìn sang, hai đại trận doanh đã có một tồn tại đứng đầu tự do, đó chính là Hậu Nghệ. Vốn dị tộc thứ tu đại ma thần chém giết với Hậu Nghệ, tuy hai dị tộc đã rút lui, Hậu Nghệ hiện tại có hai lựa chọn: trợ giúp đại quân đối phó với đại quân của Vô Gian Môn, mặt khác là chém giết với cao thủ đồng cấp. Hậu Nghệ cũng hiểu mối chốt của lần giao thủ này chính là tâm ma chi chủ. Dù sao hai phe đại quân giao chiến, Vô Gian Môn mặc dù có huyết học ma tổ trợ giúp, đối phương có Phục Khi Thị trợ giúp, hai bên đại chiến không ngớt, Vô Gian Môn vẫn lâm vào hạ phong. Tâm ma, Hậu Nghệ mục tiêu tập trung đến tâm ma chi chủ. Tâm ma, nhận lấy cái chết đi. Kỷ Linh ba đầu sáu tay cầm sáu thanh thần kiếm trong tay, hắn chém giết cận thân, thể hiện thực lực kinh người. A Di Đà Phật. Giác Minh Phật Tổ đứng ra, bàn tay màu vàng đánh thẳng vào tâm ma chi chủ. Tọa Nhân Thị thì chém mộc trượng, sau đó hóa thành hỏa diễm bay tới. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Tâm ma chi chủ vừa thoát khỏi trói buộc, đạt được tự do, hắn đang nghẹn lại một bụng. Hiện tại Kỷ Linh, Giác Minh, Tọa Nhân Thị đánh tới, hắn cũng thi triển ba đầu sáu tay, chỉ thấy sáu đầu cánh tay của hắn hóa thành dòng sông. Dòng sông rất mạnh, mặc dù Kỷ Linh kiệt lực ngăn cản, vẫn bị va chạm bay ngược lại. Đó là lực lượng mang tính nghiền áp. Giác Minh Phật Tổ cũng bị đánh bay. Tọa Nhân Thị lảo đảo lui về phía sau. Ba người đều có thần thông hộ thể, không có nguy hiểm phải chết. Tuy nhiên tâm ma chi chủ chỉ thi triển ba đầu sáu tay, biến hóa thành sáu nhánh sông. Chỉ ba nhánh sông đã có thể áp chế bọn họ. Nói cách khác, cần 6 tổ thần đỉnh cấp như Kỷ Linh mới có thể chế trụ tâm ma chi chủ, thực lực tổ thần đỉnh phong. Hiển nhiên trận doanh nữ oa không có thực lực như vậy. Ba nhánh sông áp chế đám người Kỷ Linh, còn có ba nhánh sông áp chế Tọa Nhân Thị. Tọa Nhân Thị, đi chết đi. Tâm ma chi chủ quát lạnh như băng. Kỷ Linh, Giác Minh đều có thần thể sánh ngang tiên thiên linh bảo cực phẩm, cực kỳ khó giết. Tọa Nhân Thị là thần thể có thể hóa thành hỏa diễm, tuy khó giết nhưng lại dễ giết hơn so với Kỷ Linh và Giác Minh. Đúng vào lúc này, sao? Bỗng nhiên tâm ma chi chủ ẩn ẩn có cảm giác kinh hãi. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn nơi xa xa có Hậu Nghệ đang đứng. Hậu Nghệ đang lạnh lùng nhìn sang nơi đây, trong tay đang cầm cung thần cổ xưa, trong tay hắn còn có một mũi tên màu đen. Là Hậu Nghệ ư? Tâm ma chi chủ cười lớn vang vọng cả hư không. Hậu Nghệ ư? Ta không sợ nhất chính là tiên thuật. Đến đây đi, đến đây đi. Hậu Nghệ lại trầm mặc bình tĩnh, một tay cầm cung, tay kia kéo tên. Ông kéo căng cây cung, đầu mũi tên chỉ thẳng vào tâm ma chi chủ. Cả chiến trường lâm vào bình tĩnh lạ thường. Tất cả tiên ma nơi đây lại cảm ứng được áp lực to lớn, đó là áp chế về tâm linh. Đây là... Ngay cả thứ tu đại ma thần và đao tôn đang xem cuộc chiến cũng phải biến sắc. Cùng tiễn thuật này thật là đáng sợ. Thứ tu đại ma thần lẩm bẩm nói. Hậu Nghệ thật là lợi hại. Thế giới thổ dân này thật quá mạnh đi. Thật lợi hại. Đao tôn cũng cảm thấy áp lực. Ngay cả Nguyên lão nhân đang chém giết với cộng công cũng quay đầu nhìn sang Hậu Nghệ. Hắn cũng đạt tới tâm lực tầng thứ 5. Hắn có thể cảm giác được tâm lực của Hậu Nghệ tầng thứ 5. Dây cung của Hậu Nghệ vào lúc này mang theo y áp vô hình đáng sợ. Đây là một loại tâm lực, thần lực, hồn phách kết hợp hoàn mỹ với nhau, tạo thành cung tiễn đáng sợ. So với một tiễn năm xưa, hắn bắn chết Kim Ô Yêu Hoàng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Phục Khi Thị cũng quan sát cảnh này rồi than thở. Sao? Mũi tên này... Kỷ Linh cũng cảm thấy nội tâm hồi hộp. Tuy cung tiễn không phải nhắm vào mình, nhưng có cảm giác như thỏ trắng gặp lão hổ. Mặc dù lão hổ đang ngủ, nhưng thỏ trắng run rẩy không chịu nổi.
Sao mũi thế này? Ngay cả vạn ma chi chủ cũng biến sắc. Thời điểm đại chiến phá diệt lần trước, hắn không đặt hậu nghệ vào mắt, mũi tên hậu nghệ không đuổi kịp hắn. Nhưng bây giờ đối mặt với một tên này, cho dù hắn là vạn ma chi chủ cũng không cách nào trốn tránh. Hắn phải nhanh chóng ngăn cản mũi tên này. Cảm giác uy hiếp cực kỳ đáng sợ, ngay cả tâm ma chi chủ thực lực mạnh nhất cũng kinh hãi như thế. Nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối vào mình. Chết đi! Tâm ma chi chủ thu hồi bốn cánh tay đang chém giết tọa nhân thị. Bốn đầu dòng sông lao nhanh, xoẹt xoẹt xoẹt. Dây cung được thu hồi, chỉ thấy mũi tên xẹt qua không gian. Mũi tên trong quá trình bay đi hấp thu lực lượng trong thiên địa nguyên lực và hỗn độn chi lực hội tụ cực nhanh. Thành thế của mũi tên càng ngày càng lớn. Lúc này mũi tên bay đi đã dài tới ngàn vạn trượng, dường như cầu vồng thật lớn xẹt qua hư không. Các đại năng giả trên chiến trường đều cảm thấy áp lực. Ha 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 ha. Tâm ma chi chủ lại cười như điên. Hắn lại tấn công tọa nhân thị. Bốn dòng sông lao nhanh, tọa nhân thị hóa thành hỏa diễm nhưng bị tiêu tan nhanh chóng. Lúc tiêu hao không còn chính là lúc tọa nhân thị đã chết. Xoẹt. Hào quang như cầu vồng bắn tới trước mặt tâm ma chi chủ. Tốc độ mũi tên không cho phép tâm ma chi chủ trốn tránh. Tâm ma chi chủ cũng khinh thường tránh né. Ánh mắt của hắn cũng nhìn lên mũi tên như cầu vồng kia. Đối với hắn mà nói, hậu nghệ uy danh ngập trời cũng chẳng là gì. Thứ có thể uy hiếp tới hắn chính là mũi tên nhìn như không ngờ trước mặt này. Trong nội tâm kinh hãi làm cho tâm ma chi chủ không dám có một tia chủ quan. Hắn biểu hiện ra hung hăng càn quấy và phóng đãng, nhưng lúc mũi tên bay tới lại vô cùng cẩn thận. Tâm ma chi chủ hừ lạnh một tiếng. Thân thể của hắn xuất hiện vô số nước chảy, giống như có vô số giọt nước ngưng tụ vào trong thân thể. Phốc một tiếng, mũi tên lập tức bắn tới trước mặt tâm ma chi chủ. Tâm ma chi chủ không thể ngăn cản, tùy ý mũi tên xuyên qua thân thể của hắn. Thế nhưng nước lưu động trong mũi tên bay qua, mũi tên đâm xuyên lưng tâm ma chi chủ và rút đi. Rút đao chém xuống nước, nước vẫn chảy. Mũi tên xuyên qua nước mà không lưu lại dấu vết gì. Vèo vèo vèo. Sắc mặt tâm ma chi chủ biến hóa. Hắn lộ ra thần thái hoảng sợ. Bộ ngực của hắn ngay vị trí mũi tên xuyên qua không ngừng bị ăn mòn, từng giọt nước hóa thành hư vô. Không có khả năng, không có khả năng. Tâm ma chi chủ hoảng sợ không nhỏ. Toàn hà của ta đã đại thành, là bất tử chi thân, không có khả năng như vậy, không có khả năng làm tổn thương được ta. Đám đại năng của vô gian môn lúc này sợ hãi. Kỳ Linh và Tam Thanh đạo nhân bên phía trận doanh nữ oa lúc này lộ ra thần thái vui mừng như điên. Bọn họ có phần không hiểu, cho dù là Kỳ Linh cũng không hiểu. Dù sao Bắc Hưu thế giới thần truyền thụ chút ít thưởng thức cho Kỳ Linh, thế nhưng Kỳ Linh không biết quá nhiều. Đây là diệt thần nữa. Thứ tu đại ma thần và Đao Tôn đang xem cuộc chiến ở xa xa cũng khiếp sợ. Đao Tôn cụt tay lẩm bẩm nói: là diệt thần sao? Cái gì là diệt thần? Lúc này thứ tu đại ma thần ở bên cạnh giật mình hỏi lại: cái gì là diệt thần vậy? Diệt thần là một trong những thủ đoạn tấn công kỳ lạ của người tu hành tâm lực. Đao Tôn cụt tay truyền âm trả lời: bọn họ có thể dung hợp thần lực, tâm lực, sau đó tấn công. Thần lực của bọn họ tiêu hao với đối phương, nhìn thì hao tổn như nhau. Nhưng người tu hành tâm lực dùng thần lực của mình tiêu hao thần lực của đối phương, cho nên hao tổn hơn nhiều. Đây là thủ đoạn giết địch 1000, tự tổn 800, nhưng nó cực kỳ đáng sợ. Đao Tôn cụt tay truyền âm nói: một khi người tu hành tâm lực sử dụng thủ đoạn này, hắn gần như vô địch trong tổ thần tổ tiên rồi. Cho dù giết được địch nhân thì bọn họ cũng không còn sức chiến đấu nữa. Không đến tuyệt cảnh chi thân chân chính, bình thường sẽ không thi triển thủ đoạn như vậy. Hơn nữa có thể dùng thủ đoạn như thế, trong số những người tu hành tâm lực cũng cực kỳ hiếm thấy. Hả? Thứ tu đại ma thần nghe xong liền giật mình. Tuy hắn mạo hiểm nhưng chỉ mạo hiểm trong lãnh thổ quốc gia. Đao Tôn còn điên cuồng hơn cả hắn, mạo hiểm nhiều nơi hơn cả hắn, cũng biết nhiều hơn hắn. Tâm ma chi chủ xong rồi. Đao Tôn hoảng sợ nhìn sang tâm ma chi chủ. Đụng phải người tu hành tâm lực đáng sợ như vậy, hơn nữa người tu hành tâm lực này không tiếc tất cả cũng phải giết hắn ta. Ồ, dựa theo ngươi nói, sau khi giết tâm ma chi chủ, hậu nghệ cũng không xong ngữ. Thứ tu đại ma thần tươi cười: như vậy ta còn có cơ hội sao? Hậu nghệ này sợ rằng đạt được pháp môn tu hành tâm lực rồi. Đao Tôn nhìn hậu nghệ xa xa nói: ta thực sự không thể tin được chính hắn có ngộ ra thủ đoạn như thế.
pháp môn vận dụng tâm lực nhiều tới ngàn vạn, tâm lực tầng thứ 5 cũng có thể uy hiếp bọn họ. Có chút ít người tu hành tâm lực và vô số tổ thần tổ tiên nghe xong mà biến sắc. Hậu Nghệ có bí thuật diệt thần, càng là bí thuật tổ thần tổ tiên sợ hãi. Quả nhiên hữu dụng mà. Nhìn thấy tâm ma chi chủ bị hao tổn, sát ý trong mắt Hậu Nghệ càng nặng hơn. Ta còn tưởng rằng ngươi cường đại tới mức có thể bỏ qua mũi tên của ta cơ đấy. Ông Hậu Nghệ nhanh chóng kéo cung bắn tên lần nữa. Vèo, mũi tên màu đen bay đi nhanh như thiểm điện. Ông Hậu Nghệ không ngừng lấy mũi tên và bắn liên tiếp. Chỉ thấy một mũi tên bắn ra và xẹt qua hư không, hình thành từng đội ngũ tiến thẳng về phía trước. Hắn tìm hiểu bí thuật này trong quá trình chặt cây vô tận 5 tháng trong Phương Tuấn Sơn. Một khi thi triển cần phải tiêu hao thần lực thật lớn, nhưng hắn cũng thẳng thắn bắn liên tục 9 mũi tên. Hắn bắn một hơi liên tục 9 mũi tên. 9 mũi tên hóa thành cầu vồng bay thẳng về phía tâm ma chi chủ. Dùng thực lực của Hậu Nghệ chỉ sợ cũng chỉ bắn được 9 mũi tên này mà thôi. Không, không! Trong hư không xa xa, từng cột sáng như cầu vồng bay tới, tâm ma chi chủ hoảng sợ. Một mũi tên đã làm hắn tổn thương thành như thế. 9 mũi tên trước mắt hắn trúng phải, chẳng phải muốn mạng của hắn hay sao? Mũi tên quá nhanh, ngay cả tốc độ của vạn ma chi chủ cũng kém mũi tên, càng đừng nói tới tâm ma chi chủ. Ta sẽ không chết đâu, không chết đâu. Ánh mắt của tâm ma chi chủ mang theo vẻ điên cuồng. Vù vù. Chỉ thấy tâm ma chi chủ trên không trung bỗng nhiên tách ra, thoáng cái hóa thành hàng trăm tâm ma chi chủ điên cuồng bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Phốc. Một đạo hào quang bắn thẳng vào tâm ma chi chủ. Sau khi xuyên qua uy năng cũng yếu bớt dần, nó lúc này tập kích tâm ma chi chủ tiếp theo. Ngay cả tâm ma chi chủ đầu tiên bị bắn cũng biến mất ngay sau đó. Chín đạo hào quang bay đi rất nhanh, nó không ngừng phi hành trên không trung và tìm diệt tâm ma chi chủ. Vô dụng thôi. Đao Tôn đứng xem lắc đầu than thở. Mỗi một mũi tên đều quán thâu đại lượng thần lực của Hậu Nghệ. Thực lực thần lực của Hậu Nghệ chưa hao tổn, mỗi một mũi tên sẽ không ngừng mà công kích. Chỗ nó công kích không phải là thần thể mà là chính là thần lực kia. Diệt thần nếu dễ tránh như thế thì làm sao thành tựu uy danh lớn như thế được đây. Tâm ma chi chủ cũng phát hiện phương thức như vậy không được. Ý niệm của hắn khẽ động, chỉ thấy 106 tâm ma chi chủ còn hoàn hảo, tất cả đều gào thét một tiếng, hóa thành dòng sông ngập trời mãnh liệt. Những dòng sông mãnh liệt này hóa thành bàn tay cực lớn, trực tiếp đánh ra về hướng của một mũi tên. Đánh chính diện, mũi tên bị đánh bay ngược trở về, nhưng thần lực trên mũi tên cũng tiêu diệt bàn tay vừa đánh lên nó, đại lượng thần lực không ngừng bị tiêu hao. Trốn cũng không được, ngăn cản cũng không được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đột nhiên tâm ma chi chủ gầm lên giận dữ, chỉ thấy dòng sông xé rách không gian, xé rách một lỗ lớn trong hư không. Những dòng sông này đồng thời tiến vào trong một cái khe hư không. Phốc, mũi tên liên tiếp đuổi theo vào trong khe của hư không. Hư không nổ tung, dòng sông cuồn cuộn bị nổ ra ngoài, lại ngưng tụ thành tâm ma chi chủ. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, không cam lòng. Tâm ma chi chủ hoàn toàn điên cuồng. Hắn nhìn thấy một mũi tên đang đuổi theo hắn, trong lòng của hắn tuyệt vọng, ý niệm trong đầu càng làm cho hắn điên cuồng. Hắn chờ đợi vô tận 5 tháng, hao phí vô số tâm tư, cuối cùng hắn cũng thoát ra khỏi thiên đạo. Hắn vốn cho rằng mình có thể dễ dàng chinh phục trận doanh của nữ oa, sau đó ý chí của hắn sẽ bao phủ các đại năng giả của vô gian môn. Hắn sẽ mang đám người này lưu lạc thế giới vô tận. Hắn cảm thấy đó mới là thiên địa của hắn. Nữ oa cũng có thể thành thế giới thần. Tâm ma chi chủ cảm giác mình cũng có thể thành thế giới thần. Tâm ma chi chủ có rất nhiều suy nghĩ về tương lai. Hắn cũng có rất nhiều dã tâm. Thế nhưng bây giờ phải chết đi. Mũi tên đáng sợ này không có biện pháp ngăn cản, thật làm cho hắn phải tuyệt vọng. Ta không cam lòng, thật không cam lòng. Tâm ma chi chủ gào thét vang vọng vô tận hư không. Đã như vậy thì chết đi, chết đi, tất cả đều chết đi. Oanh 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 oanh. Trong nháy mắt, tâm ma chi chủ biến thành những dòng sông cực mạnh. Mỗi một dòng sông mang theo bạch quang óng ánh. Nó phân hóa thành 6 dòng sông lao thẳng về phía trận doanh nữ oa. Giờ khắc này đây, hắn mặc kệ cái gì là mũi tên, cái gì là Hậu Nghệ. Hắn muốn giết, giết những kẻ muốn tiêu diệt mình. Vạn ma chi chủ nhìn tất cả một màn đang diễn ra, cũng không có cách nào để ngăn cản. Hắn và Hậu Nghệ cách nhau xa trăm vạn dặm. Tốc độ của hắn nhanh, có thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn dặm.
khi hắn dùng toàn lực cũng có thể vượt qua trăm vạn dặm. Hậu Nghệ ở phía xa vẫn thong dong bắn mũi tên. Khi mỗi mũi tên tiêu hao, Hậu Nghệ lại bắn ra mũi tên mới. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết tâm ma chi chủ. Chống đỡ, lại chống đỡ một lát đi. Đây là tâm ma chi chủ, điên cuồng lần cuối mà. Kỷ Linh, Giác Minh Phật Tổ lao nhanh về phía trước. Bọn họ kiệt lực chặn đường. Hai dòng sông mãnh liệt cuốn lấy hai người. Kỷ Linh cũng cảm giác được thực lực tâm ma chi chủ hiện tại yếu đi một chút. Hắn hiểu tâm ma chi chủ đang sử dụng thủ đoạn công kích cuối cùng, thi triển tất cả thủ đoạn mà liều mạng. Toại Nhân Thị. Kỷ Linh chợt phát hiện Toại Nhân Thị ở phía xa xa có tình cảnh ác liệt, đã bị hai dòng sông bao phủ. Toại Nhân Thị giống giận và toàn thân bộc phát hỏa diễm. Hắn vung vẩy mộc trượng, khí tức hùng hồn ngập trời. Có hắn áp chế cho nên dòng sông càng lúc càng suy yếu. Mau, mau bảo vệ Toại Nhân Thị. Thậm chí Tam Thanh Đạo Nhân vô cùng lo lắng và thi triển Chu Tiên Kiếm Trận. Dù sao Hoàn Mộc Chi Chủ cũng cách hắn khá xa, hoàn toàn có thể tạm thời bỏ qua Hoàn Mộc Chi Chủ. Kiếm quang xâm lãnh, chói mắt chém vào dòng sông đang quấn quanh người của Toại Nhân Thị. Oanh! Lúc này một dòng sông từ trên cao đổ xuống, va chạm với Chu Tiên Kiếm Trận. Kiếm quang nghiền nát, Chu Tiên Kiếm Trận cũng bay trở về. Mau, mau cứu Toại Nhân Thị. Kỷ Linh và Sắc Minh Phật Tổ cũng dốc sức liều mạng muốn vào bên trong. Dòng sông chung quanh cuồn cuộn, hoàn toàn ngăn cản hai người bọn họ. Bọn họ căn bản không thể tiến lên. Đừng có mơ. Vạn Ma Chi Chủ cũng dễ dàng ngăn cản Kỷ Linh, Đạo Bào Màu Đen và Phật Tổ Như Lai. Trong lúc nhất thời, đại năng của Nữ Hoa Trận Doanh muốn cứu Toại Nhân Thị nhưng không thể tới gần. Thần Đông, coi chừng! Phục Hy Thị lo lắng hô lên. Oanh! Dòng sông cuốn tới. Cần biết tâm ma chi chủ hóa thành 6 nhánh sông. Hai nhánh đã ngăn cản Kỷ Linh và Giác Minh Phật Tổ. Hai nhánh xoắn giết Toại Nhân Thị. Còn có hai nhánh sông tấn công hướng khác. Thần Nông Thị thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận là cận chiến. Cho dù sông phong liều chết tiến về phía trước, cũng gần tâm ma chi chủ nhất. Dòng sông cuồn cuộn, Thần Nông Thị lui về phía sau. Dòng sông nhanh chóng bao quanh Thần Nông Thị. Ầm ầm ầm. Dòng sông trùng kích cực mạnh, Thần Nông Thị thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận lập tức lung lay sắp đổ, cho đến khi sụp đổ hoàn toàn. Không tốt rồi. Trận doanh Nữ Oa biến sắc. Toại Nhân Thị là tổ thần, thần thể của hắn có thể hóa thành hỏa diễm, đối mặt với tâm ma chi chủ cũng có thể chống đỡ rất lâu. Tuy nhiên nhìn thấy nguy hiểm không nhỏ, đây là thời điểm Thần Nông Thị yếu nhược. Bàn cổ khai thiên trận đối mặt với tâm ma chi chủ cũng không chống đỡ được vài cái, chỉ sợ sẽ chết rất nhanh. Tam Thanh, Phục Khí, bảo vệ tốt tam giới. Giọng nói của Toại Nhân Thị vang vọng trong hư không. Âm thanh của hắn truyền khắp hư không. Lương hóa, bất diệt. Giọng nói của hắn bình tĩnh nhưng truyền vào nhân tâm. Toàn thân Toại Nhân Thị sinh ra hỏa diễm yếu ớt. Bỗng nhiên hào quang phóng đại. Trong hào quang này ngưng tụ nhiều đóa hỏa diễm. Toại Nhân Thị hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại 8 ngọn lửa mà thôi. Vèo 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 vèo. 8 ngọn hỏa diễm này nhìn như yếu ớt nhưng phập phồng trong dòng sông. Ngọn lửa kỳ dị này giống như mang theo sinh mệnh vô tận, cho dù là dòng sông chung quanh cũng không thể dập tắt ngọn lửa, ngược lại làm cho dòng sông không ngừng tiêu hao. Dòng sông không ngừng giảm bớt, mỏng manh, ngọn lửa không ngừng phiêu phủ hai bên, dần dần có một đóa bị chôn vùi, hai đóa chôn vùi. Lúc này, một dòng sông tiêu hao không còn, những đống lửa này cũng đã biến mất. Khí tức của Toại Nhân Thị hoàn toàn tiêu tán, Toại Nhân Thị đã chết. Phốc phốc. Toại Nhân Thị hóa thân ngọn lửa và phối hợp với mũi tên tấn công dòng sông. Đầu tiên tấn công dòng sông bao phủ Thần Đông Thị. Khi dòng sông biến yếu liền không cách nào uy hiếp tới Thần Đông Thị được nữa. Tốc độ mũi tên cực nhanh, tâm ma chi chủ điên cuồng lần cuối cũng sắp kết thúc. Toại Nhân Thị bộc phát làm tâm ma chi chủ tử vong nhanh hơn. Ta không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Trong dòng sông mãnh liệt kia, tâm ma chi chủ gào thét mang theo oán hận vô tận. Mũi tên của Hậu Nghệ không ngừng tiêu hao dòng sông của hắn, không ngừng giảm mạnh, cho tới khi biến mất trong hư không tối tăm. Cả hư không vô cùng yên tĩnh. Trận doanh của Nữ Hoa và trận doanh của Vô Gian Môn đều yên tĩnh. Ai cũng cảm thấy không rõ, trận hạo kiếp này là tâm ma chi chủ thôi động sau lưng, chính là vì hắn muốn thoát ly thiên đạo. Với tư cách là vương của Vô Gian Môn, Vô Gian Hỗn Độn Thế Giới, uy danh của tâm ma chi chủ ở đây ai mà không biết đây. Nữ Hoa trận doanh đều lo lắng tâm ma chi chủ triển lộ thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng cứ như vậy mà chết đi ư? Tại sao có thể như vậy? Hắc Bảo Thần Vương sững sờ nhìn cảnh này,
nhìn thấy sư phụ đi ra làm hắn cực kỳ cao hứng. Dù sao hôm nay Vô Gian Môn trên danh nghĩa là hắn đứng đầu, nhưng trên thực tế đứng đầu là Vạn Ma chi chủ. Những lão gia hỏa kia, nhiều người không quan tâm hắn. Hắn còn đang suy nghĩ dựa vào cây to của sư phụ. Thế nhưng sư phụ Tâm Ma chi chủ cứ như thế mà chết đi ư? Chẳng nhẽ đây là số mệnh ư? Vạn Ma chi chủ nhẹ nhàng thở dài. Tâm Ma chi chủ âm thầm khơi mào tất cả, làm cho nội tâm Vạn Ma chi chủ không tranh quyền thế cũng tức giận. Dù sao hiện tại đã như nước với lửa với trận doanh nữ oa, bọn họ không có đường lùi, chỉ có thể đi theo Tâm Ma chi chủ diệt sát trận doanh nữ oa. Nhưng bây giờ Tâm Ma đã chết, chết thực sự. Tâm Ma không chết trong đại chiến phá diệt thượng cổ, hắn chết vào lúc này đây. Lần trước còn có thể dung nhập thiên đạo, hiện tại hắn đã đào thoát khỏi thiên đạo không có khả năng lại cho phép Tâm Ma dung nhập vào, cho nên lần này hắn đối mặt mũi tên của Hậu Nghệ là không có đường trốn thoát. Toại nhân thí, trận doanh nữ oa lại không vui mừng chút nào, chỉ có bi thương và đau đớn. Trước kia nhìn thấy Toại nhân thị hóa thành nhiều đóa hỏa diễm, đám người Tam Thanh đạo nhân Như Lai, Kỳ Linh, Phục Hy thị lúc này vô cùng bi thương. Đại ca, trong mắt Thần Nông thị chảy ra nước mắt. Để ta mà, sao không để ta, cần gì phải làm như vậy chứ? Sáu dòng sông tương đương với thân thể của Tâm Ma chi chủ, thân thể càng ít, uy lực lại càng yếu. Toại nhân thị cuối cùng dốc sức liều mạng tiêu diệt một nửa dòng sông, từ đó thân thể của Tâm Ma chi chủ giảm mạnh, thực lực càng yếu. Hơn nữa mũi tên của Hậu Nghệ và Thần Nông thị bộc phát mới tránh được một kiếp. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Toại nhân thị lúc ấy đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn không dốc sức liều mạng cũng sẽ bị Tâm Ma chi chủ giết chết mà thôi. Tam Thanh đạo nhân thở dài an ủi. Hắn chỉ không muốn ngươi và hắn đều chết đi, có thể sống một là được một mà. Thần Nông thị nhẹ nhàng gật đầu, hắn vô cùng bi thương. Các đại năng giả của trận doanh nữ oa cũng hội tụ lại. Hậu Nghệ, mọi người quay đầu nhìn sang Hậu Nghệ bay tới, sắc mặt Hậu Nghệ hơi tái nhợt, hắn vẫn rất bình tĩnh. Người vẫn tốt chứ? Khoa phụ thống soái bàn cổ khai thiên trận liền hỏi thăm. Vẫn chưa chết được đâu. Hậu Nghệ gật đầu cười cười, hắn bay tới bên cạnh Kỳ Linh. Hậu Nghệ sư huynh. Kỳ Linh nhìn Hậu Nghệ nói. Tất cả nhà huynh rồi. Ồ, nếu không có Hậu Nghệ, trận doanh nữ oa chúng ta khó thoát khỏi cảnh bị tiêu diệt rồi. Giác Minh Phật Tổ cũng cảm thán nói. Thật không nghĩ tới, trận hạo kiếp này là do Tâm Ma chi chủ thôi động. Thực lực của hắn đúng là đáng sợ, so với lúc diễn ra cuộc chiến phá diệt thượng cổ còn mạnh hơn rất nhiều. Kỳ Linh lại cảm giác được khí tức Hậu Nghệ suy yếu. Hắn không hiểu Hậu Nghệ bắn mũi tên lúc trước là gì. Hắn cảm giác được Hậu Nghệ phải trả cái giá quá lớn. Đáng tiếc Toại nhân thị. Hậu Nghệ nhẹ giọng thở dài. Thần hóa lương hóa, bất diệt tương truyền, dùng tính mạng thiêu đốt hỏa diễm, đây mới thực sự là bất diệt lương hóa. Giác Minh Phật Tổ chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Kỳ Linh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Toại nhân thị dẫn đầu nhân tộc quật khởi trong nghịch cảnh. Hắn nhìn vô số anh linh của nhân tộc tử vong, cho nên hắn có thể ngộ ra bất diệt lương hỏa. Thế nhưng bất diệt lương hỏa chỉ có chính thức tồn tại, ý niệm hy sinh mới là hỏa diễm đáng sợ nhất. Tuy trận doanh nữ oa bi thương, nhưng hiện tại tin tưởng 10 phần bọn họ đã khống chế đại cục. Không có nhìn thấy Nguyên lão nhân, Mặc Trúc đạo tổ, Hoàn Mộc chi chủ đã thoái lui ra khỏi tam giới sao? Không có Tâm Ma chi chủ, Vô Gian Môn đã không còn tin tưởng. Tam Thanh, Như Lai, hai thần thể của Vạn Ma chi chủ ngưng tụ làm một. Hắn đứng trong hư không và nói. Đại chiến tới bây giờ, tình thế đã phi thường trong sáng. Trận hạo kiếp này là Tâm Ma vì thoát khỏi thiên đạo tạo thành. Sở dĩ thiên đạo tam giới dụ dỗ chúng ta cũng là bởi vì sinh linh quá nhiều. Một trận chiến này chúng ta chết tổn thương cũng không ít, gánh nặng với tam giới nhỏ đi. Ta thấy chúng ta ngừng chiến đi. Sao ngừng chiến ư? Thần Nông thị của trận doanh nữ oa bi thương, hắn liền quát lớn. Chẳng lẽ Vô Gian Môn các ngươi còn muốn trở lại tam giới ư? Tam giới cũng là nhà của Vô Gian Môn. Vạn Ma chi chủ thở dài. Tam Thanh đạo nhân băng lạnh cười lớn. Thực sự là chê cười. Năm đó chúng ta cho các ngươi cơ hội, thậm chí trước khảo kiếp lần này, trận doanh nữ oa chúng ta cũng không muốn đại chiến, là các ngươi vẫn gây hấn với chúng ta, vẫn điên cuồng mà khiêu khích, thậm chí làm loạn tam giới, thậm chí ám sát rất nhiều thân bằng hảo hữu của các vị đại năng giả. Chẳng lẽ những chuyện này sẽ xóa bỏ ư?
Huống chi chúng ta ngu xuẩn qua một lần, chẳng lẽ còn ngu xuẩn lần thứ hai ư? Hai đại trận doanh đứng đối diện nhau, Tam Thanh đạo nhân, Như Lai, Phục Khí Thị, Thần Nông Thị, Kỳ Linh, Hậu Nghệ, Giác Minh, Cộng Công truyền âm trao đổi. Các vị, bây giờ tiếp tục chiến hay không đây? Hay là buộc bọn chúng phải rời khỏi tam giới đây? Tam Thanh đạo nhân truyền âm hỏi. Giết, giết sạch bọn chúng, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Cộng Công truyền âm tràn ngập sát khí. Vậy ai sẽ giết vạn ma đây? Như Lai hỏi. Trong lúc nhất thời an tĩnh trở lại, Như Lai lại hỏi tiếp. Hậu Nghệ, người có khả năng giết chết vạn ma không? Không giết được, tốc độ của hắn quá nhanh. Tuy mũi tên của ta nhanh hơn hắn, nhưng chỉ nhanh hơn một chút mà thôi. Chỉ sợ bắn trúng hắn một tiễn, hắn sẽ chạy ra khỏi phạm vi bắn của ta. Hơn nữa vì đối phó với tâm ma, ta đã nguyên khí đại thương, không có cách nào lại giết một tổ thần. Hậu Nghệ nói. Đám người Kỳ Linh cũng thầm than, bọn họ đều nhìn ra Hậu Nghệ bị thương rất nghiêm trọng. Kỳ thực có thể giết chết tâm ma đã là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Không có ai có thể chém giết vạn ma ư? Như Lai lại truyền âm hỏi. Nếu thực phải chém giết, tốc độ vạn ma quá nhanh, chỉ sợ sẽ phản công điên cuồng. Chúng ta cuối cùng nhất định có thể thắng, nhưng tổn thất thảm trọng, đặc biệt là vạn ma sẽ đào tẩu. Đồng ý. Theo ta thấy, buộc hắn rời khỏi tam giới đi. Như Lai truyền âm nói. Chúng ta nên tận lực giảm bớt tổn thất đi. Nếu như bọn chúng dám cản trở, can đảm trở lại, tái chiến cũng không muộn mà. Được, cũng tốt. Tam Thanh đạo nhân cũng đồng ý, truyền âm nói. Kỳ Linh, ngươi thì thấy sao? Mấy đại năng giả khác hỏi ý kiến của Kỳ Linh. Bọn họ rất rõ ràng ân oán giữa Kỳ Linh và Vô Gian Môn. Có thể nói, Kỳ Linh phát triển được không thiếu đại ân do Vô Gian Môn ban tặng. Bảo bọn chúng rời đi đi, bảo bọn chúng giao Hắc Bào Thần Vương ra. Kỳ Linh nói ra ý kiến của bản thân. Hắn vĩnh viễn không quên cảnh tượng Thần Vương giết chết sư tỷ. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua Hắc Bào Thần Vương được. Chiến tranh vừa rồi là vì đại cục nên hắn chưa kịp đi giết Hắc Bào Thần Vương. Hiện tại hắn không có khả năng thả ra hỏa này rời đi. Rất nhiều chuyện làm loạn tam giới là do Hắc Bào Thần Vương làm ra. Hắn không thể rời đi. Được, đồng ý. Tốt. Đại năng trận doanh Nữ Hoa nhanh chóng trao đổi với nhau và đã thống nhất ý kiến. Vô Gian Môn chúng ta nguyện ý rời khỏi tam giới. Vạn Ma Chi Chủ mở miệng nói. Trận chiến này cũng nên kết thúc đi. Vô Gian Môn bạo động. Đại năng giả Vô Gian Môn lúc này nhìn sang thủ lĩnh của bọn họ. Trong mắt rất nhiều tiên ma không cam lòng. Rất nhiều người trong bọn họ sinh ra và tu luyện trong tam giới, thực không muốn rời khỏi tam giới, tiến vào trong hỗn độn đáng sợ kia. Nếu như thực lực tổ thần có thể ngao du hỗn độn, tin tưởng 10 phần. Thế nhưng thực lực của những tiên ma bọn họ quá yếu, cho dù là chân thần đạo tổ cũng chỉ là tiểu nhân vật trong hỗn độn mà thôi. Nhưng bọn họ hiểu, nếu tái chiến sẽ đối mặt với tử vong. Trước mặt tử vong, rời khỏi tam giới nguy hiểm, nhưng còn tốt hơn rất nhiều. Muốn rời đi yên bình sao? Tam Thanh đạo nhân lạnh lùng nói. Các người nghĩ thật tốt à? Vậy các người muốn như thế nào đây? Vạn Ma Chi Chủ trầm giọng nói. Muốn tiếp tục chiến đấu hay sao? Vạn Ma Chi Chủ, hắn muốn cứu người cũng cần phải có thời gian. Đại năng của Vô Gian Môn quá nhiều, một khi thực chém giết, chỉ sợ hắn chỉ có thể cứu một phần khác sẽ bị trận doanh Nữ Oa giết chết ngay. Đương nhiên hắn hy vọng cứu nhiều hơn. Vạn ma, Tam Thanh đạo nhân lên tiếng. Chúng ta cũng không khó xử các ngươi. Giao Hắc Bào Thần Vương đứng đầu trên danh nghĩa ra đây, xem như các ngươi nhận thua. Về sau các ngươi cút ra khỏi tam giới, cũng đừng quay trở lại. Nếu người đáp ứng thì ngưng chiến, nếu không đáp ứng cứ tiếp tục chiến đấu đi. Vạn Ma Chi Chủ nhìn về phía trận doanh Nữ Oa. Đám đại năng giả của trận doanh Nữ Oa cũng đứng xa nhìn sang. Có thể thả Vô Gian Môn đi là bởi vì Vạn Ma Chi Chủ khó có thể giết chết được, cho nên mới bức Vô Gian Môn rời đi. Nếu không bọn họ hoàn toàn có thể thừa cơ mà diệt sát Vô Gian Môn. Vạn Ma Chi Chủ nhìn qua đại quân Vô Gian Môn phía sau, tâm tình Hắc Bào Thần Vương vốn phức tạp, nhưng sau khi nghe được Tam Thanh đạo nhân yêu cầu, sắc mặt cũng biến hóa. Lúc Vạn Ma Chi Chủ nhìn về phía hắn, hắn đã sợ hãi. Ma chủ! Hắc Bào Thần Vương liền sợ hãi hô. Bố hiếu! Vạn Ma Chi Chủ nói. Vì Vô Gian Môn, người hy sinh đi. Không thể, ma chủ, không thể. Hắc Bào Thần Vương nói. Ta là người đứng đầu Vô Gian Môn, đừng có dâng ta ra. Vô Gian Môn làm vậy, liệu còn có mặt mũi sao? Thà rằng từ chiến, không thể làm như vậy.
Vạn Ma chi chủ nghe nói như thế liền nhướng mày lãnh đạm nói: quả nhiên ngươi là đồng loại với sư phụ của ngươi. Hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lúc này một sợi dây thừng hóa thành thần long bay tới. Hắc Bảo Thần Vương hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng không gian xung quanh biến ảo, Hắc Bảo Thần Vương còn không có kịp phản ứng đã bị dây thừng trói chặt lại. Thực lực của hắn làm sao vượt qua thủ đoạn của Vạn Ma chi chủ được đây? Không thể, ma chủ, không thể, không thể giao ta ra. Hắc Bảo Thần Vương bị trói buộc và không ngừng giãy giụa. Các đại năng của Vô Gian Môn nhìn sang Hắc Bảo Thần Vương, tuy bọn họ không thích Hắc Bảo Thần Vương, nhưng hắn đứng đầu Vô Gian Môn trên danh nghĩa, dâng đứng đầu trên danh nghĩa ra, điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục. Nhưng bọn họ thực sự thất bại trong đại chiến, ngay cả Tâm Ma chi chủ cũng đã chết đi, bọn họ cũng không có gì để nói. Vạn Ma chi chủ tiện tay ném Hắc Bảo Thần Vương bị trói buộc về phía trận doanh nữ oa. Kỳ Linh áo trắng hóa thành điện xà bay nhanh về phía trước. Kỳ Linh dừng lại, nhìn Hắc Bảo Thần Vương đang bay tới. Không biết vì sao, giờ khắc này nội tâm Kỳ Linh vô cùng phức tạp, trong đầu xuất hiện từng cảnh tượng. Có sư tỷ lúc trước quỳ trước mặt thần vương, có chẳng cảnh thần vương giết chết sư tỷ. Thần vương! Kỳ Linh nhẹ giọng nói nhỏ: Ngươi! Hắc Bảo Thần Vương bị trói buộc hoảng sợ nhìn Kỳ Linh: đừng nóng vội, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Kỳ Linh áo trắng lên tiếng. Hắc Bảo Thần Vương nghe xong lại hoảng hốt, hắn không muốn rơi vào trong tay Kỳ Linh nhất, nhưng hắn không có dũng khí để tự sát, hắn còn có ý niệm sống mãnh liệt. Miễn ta còn sống sẽ còn cơ hội, nếu quả thật không xong ta tự sát cũng không muốn. Kỳ Linh khẽ vươn tay ra bắt lấy Hắc Bảo Thần Vương, hắn cười lạnh. Hắn có thể đoán ra suy nghĩ của Hắc Bảo Thần Vương, lại để cho một gã đại năng giả không có cách nào tự sát rất khó. Thế nhưng đạt được truyền thừa của Bắc Hưu Thế Giới Thần, rất nhiều bí pháp Kỳ Linh đã có thể có được thủ đoạn này. Người làm sư tỷ của ta nhận hết thống khổ trong luyện ngục, người sẽ chậm rãi hưởng thụ tất cả. Kỳ Linh thu Hắc Bảo Thần Vương, lúc này nhìn vào trận doanh của Vô Gian Môn ở phía xa xa. Vô Gian Môn giải tán trận pháp, ánh mắt những thiên thần chân tiên mang theo thương tâm, không nỡ bỏ, thất vọng, thống khổ, nhưng chỉ có thể mặc cho các đại năng thu bọn họ vào. Đại đa số bọn họ sinh ra trong tam giới, bọn họ sớm xem tam giới là nhà của mình. Vừa nghĩ tới tiến vào hỗn độn vô tận, bọn họ thấp thỏm lo âu. Bọn họ đã đứng ở trong Vô Gian Môn trận doanh, giờ phút này không có quyền lựa chọn. Sau khi Vô Gian Môn thu đám thiên thần chân tiên, trận doanh nữ oa cũng bắt đầu giải tán trận pháp. Dù sao duy trì trận pháp tiêu hao pháp lực rất lớn. Vì mục đích cẩn thận, thiên thần chân tiên của trận doanh nữ oa vẫn đứng trong hư không, chỉ cần nhất cử nhất động là có thể bố trí đại trận chinh chiến. Nhìn Nguyên đạo nhân kìa. Hậu Nghệ đứng bên cạnh Kỳ Linh, nhìn sang trận doanh Vô Gian Môn, nhìn thấy thân ảnh cô đơn của Nguyên đạo nhân, thật không biết hắn đang suy nghĩ gì, cuối cùng lại đi theo Vô Gian Môn. Kỳ Linh gật đầu. Nguyên lão nhân đứng sai đội, cho nên hiện tại cũng chỉ có một con đường có thể đi, theo Vô Gian Môn rời khỏi tam giới. Không có đuổi giết Nguyên lão nhân, để cho Nguyên lão nhân cút ra khỏi tam giới, các đại năng giả của trận doanh nữ oa đã ra mặt van xin hộ, căn bản không có khả năng lại cho Nguyên lão nhân lưu lại tam giới. Hắn vào trong Vô Gian Môn cho nên bị xa lánh. Kỳ Linh khẽ nói. Cũng tốt thôi, hắn vốn muốn vào hỗn độn vô tận, cũng coi như thỏa mãn hắn rồi. Nguyên lão nhân cô đơn đứng trong góc đại năng giả Vô Gian, hắn nhìn tất cả diễn ra, trong mắt có vẻ thất vọng, thở dài trong lòng. Không nghĩ tới kết thúc lại như vậy, tất cả là do Tâm Ma chi chủ, hắn lại bị giết như thế. Xuất hiện một Hậu Nghệ đã làm ta chấn động. Hậu Nghệ sử dụng diệt thần tiễn cũng hao hết nguyên khí rồi. Bỗng nhiên, Nguyên lão nhân làm trung tâm, một đạo chấn động ngập trời bao phủ trong hư không. Các con, động thủ đi. Giọng nói của Nguyên lão nhân vang lên bên tai một ít sinh linh. Kỳ Linh áo trắng, Kỳ Linh đạo bào màu đen đứng sóng vai nhau. Lúc nhìn sang phương hướng Vô Gian Môn, mặc dù nói Vô Gian Môn đang lui lại, tâm lực của Kỳ Linh dường như rung động rất mạnh. Hắn đang dò xét tất cả động tĩnh. Dù sao hiện tại bên phía đối phương vẫn còn có Vạn Ma chi chủ. Sao? Kỳ Linh nhíu mày, dường như vừa rồi có chấn động quá mờ mịt, hắn cũng không thể hoàn toàn tra ra được. Kỳ Linh nghi hoặc nhìn bốn phía, đồng thời hắn càng chú ý cẩn thận hơn. Oanh! Bỗng nhiên hỏa diễm bộc phát ngập trời, vô tận sóng nước hấp thu lực lượng thiên địa hiện ra nhanh chóng, trực tiếp bao phủ đại quân của nữ oa trận doanh và đại năng giả của Vô Gian Môn vào trong. Phục Hy, ngươi làm gì vậy? Tam Thanh, Như Lai và Thần Nông Thị thất kinh.
Không, đại lượng thiên thần chân tiên của trận doanh Nữ Oa không phòng bị và xem đó không phải là chuyện quan trọng, bởi vì lúc trước Phục Hy thị thao túng thủy hỏa diệt thế trận, những thủy hỏa này cũng tự động tránh bọn họ. Thế nhưng lúc này thủy hỏa đó lại bao phủ những thiên thần chân tiên này, những thiên thần chân tiên này phát hiện ra cũng đã muộn. Vì cái gì? Vì cái gì? Không, Phục Hy thị! Các tiếng la thê lương vang lên, sóng nước vô tận bộc phát, đại lượng tiên ma đã chết đi. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên khí tức rất lạnh thấu xương bộc phát, thủy hỏa diệt thế trận không ngừng bùng nổ, bao phủ mọi người vào trong. Rất nhiều đóa tuyết liên trôi nổi trên hư không, đồng thời đại lượng khí lưu rất lạnh do thủy lửa diệt thế trận ngăn cản mọi thứ ra bên ngoài. Dù sao Kỳ Linh cũng có thực lực của tổ tiên nhất đẳng khống chế, mà Phục Hy thị chỉ là tổ tiên tam đẳng khống chế. Mặc dù trận pháp của Phục Hy thị mạnh hơn nữa thì Kỳ Linh vẫn có thể ngăn cản được. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Tuy Kỳ Linh ngăn cản nhưng hắn vẫn không dám tin. Lúc trước hắn phát giác có khí tức mờ mịt cho nên vô cùng cảnh giác, mà khi Phục Hy thị ra tay thì hắn kinh ngạc tới ngây người. Tuy hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để ngăn cản nhưng vẫn chết rất nhiều thiên thần chân tiên. Khương Quân sư huynh, Quân Ngũ sư huynh! Kỳ Linh rất đau lòng nhưng không rõ tại sao. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Trong Bất Diệt Lương Hỏa, Thái Âm Huyền Thủy, thiên thần chân tiên chết đi vượt qua 30,000, còn nhiều hơn cả chém giết vừa rồi. Rất nhiều hảo hữu của Kỳ Linh năm đó hành tẩu tam giới, nhiều đạo hữu uống rượu đàm đạo chết đi, thậm chí Phương Thống Sơn nhất mạch cũng chết không ít đệ tử. Vù vù vù, 36 đóa chư thiên tuyết liên trôi nổi, khí lưu rất lạnh bao phủ chung quanh đại quân Nữ Oa trận doanh. Bên ngoài là thủy hỏa diệt thế trận thao thiên. Nữ Oa trận doanh ngây ngốc, chết rất nhiều thiên thần chân tiên như vậy làm cho bọn họ ngây ngốc. Ra tay dĩ nhiên là Phục Hy thị, càng làm cho bọn họ không hiểu. Cộng công! Tiếng giống thảm thiết vang lên, thần nông thị không dám tin nhìn sang cộng công. Cộng công lúc này dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, tay phải của hắn đã đâm thủng ngực thần nông thị. Thân thể thần nông thị nổ tung. Trước khi chết, trong ánh mắt của thần nông thị mang theo bi thương và thương tâm. Trước khi chết, hắn còn nỉ non. Cộng công, chết, chết đi! Cộng công gào lên lạnh như băng. Giết! Hoa Phú, ngươi là Lôi Thần, động thủ trước mà! Giết! Trong phe trận doanh Nữ Oa, các đại năng bỗng nhiên bạo động lớn, điên cuồng mà chém giết. Chuyện này diễn ra quá đột ngột. Kỳ Linh, Phật Tổ Như Lai, Tam Thanh Đạo Nhân, Sắc Minh Phật Tổ, Hậu Nghệ đều kinh ngạc mà ngây người. Vốn Phục Hy thị đột nhiên thi triển thủy hỏa diệt thế trận, dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn chém giết các thiên thần chân tiên. Ngay sau đó, tổ thần cộng công và một ít đại năng giả ra tay. Dừng tay, mau dừng tay! Kỳ Linh, Sắc Minh Phật Tổ, Tam Thanh Đạo Nhân, Phật Tổ Như Lai hành động. Bọn họ xem xét bốn phía cho nên rất rõ ràng là đại năng giả nào động thủ trước, cho nên bọn họ lao tới để ngăn cản. Đi, rút lui! Vừa mới bắt đầu đánh lén, những đại năng bắt đầu đánh lén liền lùi lại. Dừng lại đi! Tổ thần cộng công đứng trong hư không, thần thể hóa thành 100,000 dặm, sóng nước vần quanh thân thể của hắn. Hắn vùng vẫy bàn tay ngăn cản sóng nước. Kỳ Linh sử dụng Tam Tuyệt Kiếm Trận hóa thành thần kiếm màu vàng hơi mờ, ngăn cản hồng thủy ngập trời, cũng ngăn cản nó xông vào đại quân. Cộng công lại mạnh như vậy sao? Kỳ Linh khiếp sợ. Cộng công lúc trước chém giết với Nguyên lão nhân lâu như vậy, Kỳ Linh xem ra thực lực cộng công không phải quá mạnh, có lẽ còn yếu hơn mình một ít. Nhưng bây giờ xem xét, thực lực cộng công tuyệt đối là tổ thần đỉnh cấp rồi. Thậm chí có thể nói hai trận doanh trong hư không chẳng có ai mạnh bằng cộng công. Cho dù tâm ma chi chủ chết đi cũng không mạnh như cộng công. Hậu Nghệ, dù sao hắn đã tổn thương. Là Mặc Trúc ngươi sao? Hoàn Mộc chi chủ khó có thể tin nhìn vào Mặc Trúc đạo tổ. Người giấu giếm cũng thật tài. Mặc Trúc đạo tổ lạnh như băng nhìn hắn, sau đó quát lớn. Giết! Sư huynh, ngươi! Trong các đại năng giả vô gian môn đột nhiên sinh ra chít chóc, làm cho vạn ma chi chủ cũng phải ngây người. Mau đuổi theo! Vạn ma chi chủ phản ứng nhanh chóng, trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng và sát cơ, trực tiếp đuổi giết đám đại năng xuất thủ. Dừng lại, mau dừng lại! Nguyên lão nhân trong trận doanh vô gian môn lên tiếng. Hắn vung phất trần tới. Ầm ầm ầm, vô số phất trần biến thành từng gợn sóng che trời, ngăn cản phía trước, bảo hộ đám đại năng giả phản bội tiến lên. Chết đi! Trong mắt vạn ma chi chủ đầy sát cơ, hắn cầm con thoi trong tay. Hắn chưa từng có nghĩ giết một người như thế.
Trong đại chiến vừa rồi, bên hắn tổn thất hơn 30 đại năng, hiện tại bọn họ lại tổn thất vượt qua 20 đại năng. Tổn thất này làm cho vạn ma chi chủ phải nổi giận. Mà đám phản đồ bị Nguyên lão nhân che chở càng là đối tượng vạn ma chi chủ muốn giết chết. Ầm ầm ầm, phất trần cuồn cuộn, mặc cho vạn ma chi chủ kiệt lực xâm nhập cỡ nào cũng không thể làm gì được. Rốt cuộc vạn ma chi chủ cũng dừng lại, bởi vì đám phản đồ đã đứng sau lưng của Nguyên lão nhân. Nguyên lão nhân cầm phất trần ngăn cản tất cả công kích lại. Đám phản đồ của Vô Gian Môn và phản đồ của trận doanh Lưu Hoa giống như hài nhi trở về bên mẫu thân vậy, vô cùng nhu thuận và nghe lời.